bắt cậu đến đây thật là ngại quá. Dạ không sao. Cậu ngồi đi. Dạ. Nhưng mà... Ngân Tú đâu rồi cô? Nói có chuyện cần làm, tôi kia nó tới trễ một chút. Chuyện tôi muốn hỏi không phải chuyện khác, chính là chuyện 6 năm trước. Người muốn giết Ngân Tú 6 năm trước. Không phải là anh ta mà là chủ tịch Khương Giảng Phúc, có phải không? Cậu Khương Chính Quân à? Có đúng vậy không? Có đúng không vậy hả? Không phải vậy đâu. Chuyện đó không phải sự thật mà. Ngân Tú à? Sao lại không? Tai nạn 6 năm về trước là Mẫn Đông Nhiên đã làm đó. Cô nói là người chỉ thị không phải chủ tịch Khương sao? Cho dù là chủ tịch, chỉ thị, cũng chỉ sai Mẫn Đông Nhiên làm hại thanh danh của con mà thôi. Mẫn Đông Nhiên từng nói như vậy. Em gái anh ta và anh chính quân đã sắp đến hôn. Nói con phải bỏ đi. Sao hả? Ngân tú à? Mẫn Đông Nhiên bắt đầu từ lúc đã muốn để em gái mình và chính quân kết hôn rồi. Nên muốn loại bỏ chứ ngại vật là con thôi. À, trời đất ơi, sao có thể, sao có thể chứ. Cháu xin lỗi, tất cả là lỗi của cháu. Cháu xin lỗi. Tôi rất quán hận cậu. Cho dù cậu cũng là người bị hại, thì cũng vậy thôi. Người phải sống đau khổ trong 6 năm là ngân tú nhà tôi đó. Làm sao có thể như vậy? sao có thể tàn nhẫn như vậy hả cháu thật sự xin lỗi mẹ bắt đầu từ hôm qua chuyện của sáu năm trước đã không rời ra khỏi đầu tôi sao có thể biến cuộc đời của một người thành như vậy à, không thể tha thứ nhất định sẽ không thể tha thứ được sẽ trả thù cho bọn họ biết chuyện tàn nhẫn này mẹ tôi biết rồi cậu khương chính quân và cậu biết tôi nên làm gì cậu đi cẩn thận Anh vẫn ổn chứ? Em đừng phí công nữa. Đó là lý của người làm mẹ. Không thể nào chịu đựng được. Những gì mà con gái đã trải qua. Đó là lẽ đương nhiên. Bất luận là anh có rơi vào hoàn cảnh nào, mà anh có gặp nguy hiểm cỡ nào thì... thì đó. Đều là số phận và tụi anh phải gánh giá. Vậy nên em đừng phí công làm gì. alo mẹ hả sao ba sao mẹ nhất định phải cản ba lại con sẽ đi ngay bây giờ dạ yeah. có chuyện gì vậy ba anh về chuyện của anh cho nên muốn đến sở cảnh sát đầu thú đứng còn đứng không vững nữa rốt cuộc là muốn làm gì đi anh phải đi rồi đi cùng nhau đi muốn đi thì bước qua xác tôi mà đi tôi tuyệt đối không thể để ông đi đâu ơi, à, tránh ra tôi phải đi mới được chỉ có như vậy thì chuyện này mới có thể kết thúc với thần thể này của ông làm được gì chứ không được đâu không thể à, mau đi cho tôi lời sư phát à đừng đi nếu không tôi thật sự bị tổn thương đó đừng có đi à. À, ba à, mẹ mẹ tướng hy à ba con biết ba muốn đến sở cảnh sát đầu thú chuyện của ngân tú ba đừng làm như vậy chuyện này cũng không phải chuyện mà ngân tú muốn ừ. ba sẽ chịu trách nhiệm ba sẽ chịu trách nhiệm tất cả chuyện này con không sai gì vậy cho nên con hãy tránh ra hãy tránh ra cho ba đi nhưng ba nếu như là vì cháu thì không cần thiết trong tình trạng hiện nay nếu còn tiếp nhận điều tra của cảnh sát sẽ không chịu được đâu cháu biết tại sao chủ tịch muốn làm vậy cháu không hiểu tâm trạng của bác nhưng mà bác đừng làm vậy tất nhiên bác đã làm chuyện không phải với cháu và tuấn hy nhưng đây đều là chuyện đã qua rồi bây giờ không phải bác là ông nội của tuấn hy sao nếu như bác có trách mình thì hãy bên cạnh tuấn hy nhìn nó lớn lên yêu thương thằng bé quan tâm thằng bé hơn nữa có thể để tuấn hy lớn lên và nhận được rất nhiều tình thương của ông nội xin chủ tịch ta không thể nhìn mặt cháu được ta không thể nhìn tuấn hy của chúng ta ta xin lỗi ta xin lỗi cháu à, đúng vậy đúng vậy chúng ta không còn mặt mũi nào rất có lỗi với cháu nhưng có thể làm sao được ông xã mẹ tuấn hy nói tha thứ cho ta rồi ông xã lần này chúng ta hãy cho qua đi được không hãy cho qua đi mà ông xã ông xã chúng ta cứ làm như vậy đi được không hả ta xin lỗi mẹ tuấn hy ta xin lỗi ta xin lỗi tuấn hy nói thằng bé rất thích ông nội vậy cho nên xin hãy ở bên cạnh thằng bé đi con xin đó chắc là sắp hợp với lại tổ pháp vụ rồi tôi sẽ đi chuẩn bị xe tôi biết rồi phải chuẩn bị đối sách để phòng trừ trường hợp bất lợi mới được phải rồi kêu chính quân dọn dẹp phòng làm việc đi chưa nếu đã có lệnh nhân sự thì không thể đến tòa nhà dẫn phúc được cậu hãy chuyển lại lời của tôi đi dạ tôi biết rồi chủ tịch sẽ ra ngoài hãy mau chuẩn bị xe alo sao cậu đang nói cái gì vậy hả mấy người là đám ngốc hay sao định kéo cả đám tới đây sao tôi đã nói rồi bất luận là địa điểm hay là địa điểm nào cũng phải giấu đi cho tôi nói với mấy tên còn lại phải giấu đi cho tôi ngay lập tức có chuyện gì vậy à không có gì hình như có mấy tên thủ hạ đã bị bắt rồi sao Trước cuộc làm việc kiểu gì vậy chứ? tô lạp đâu? chị hiền vũ dẫn đi rồi. hôm nay là ngày để anh ta gặp tô lạp. vậy sao? nghe nói phó tổng giám đốc sắp đi rồi, tới văn phòng coi không? không cần đâu, em có hẹn rồi, em phải ra ngoài. đã thật lệ rồi. Anh là Hoàng Tây Liệt có phải không? Phải, đúng là tôi. Ừ. Tôi là Lý Kỳ Hạ của Sở Cảnh sát Giang Nam, bắt giữ anh bị tội tình nghi giết người. Mấy người là ai chứ? Bỏ đi thôi. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Tại sao trưởng phòng hoàng lại bị bắt chứ? Đừng lo lắng, đây là chuyện nằm trong dữ liệu rồi. Chỉ cần khởi động tổ pháp vụ bên phía chúng ta. Không cần lo. Ừ, ôi trời ơi, trưởng phòng hoàng bị bắt rồi kìa. Đúng rồi đó. Vậy thì chúng ta sẽ được phục lại chức hả? Chắc là vậy rồi. Luật sư mà, là tôi đây. Hiện giờ trưởng phòng hoàng đã bị bắt rồi. Hòn đá bị chèn ép 10 năm cũng dở tan rồi mười năm là cái gì chứ tôi là hòn đá bị chèn ép cả đời đây ơi, à, chẳng phải tổng hợp lại cuộc đời tội của cô phải chịu đâu có ít quả nhiên là pháp luật vẫn còn sống sau này trưởng phòng hoàng sẽ là ai đây nghe nói hình phạt tội bắt cóc trẻ em cũng rất là nặng đó cảm ơn em bởi vì có thể tha thứ cho ba anh thực sự anh rất cảm ơn không phải tha thứ đâu phải để chủ tịch sống để trả nợ cả đời mới được chứ chuyện sai đã làm đối với em và tuấn hy làm ông nội của tuấn hy để trả nợ cả đời mới được ý em là vậy cả đời anh cũng sẽ dùng sự dằn vặt để mà trả nợ em và cả tuấn hy nữa cảm ơn em rất nhiều cảm ơn em <cười> <cười> ờ tuấn hi à con chào ba được rồi con á Chờ có vui hay không hả có ạ à? alo anh đại cửu sao quan tái liệt bị bắt khẩn cấp rồi à tôi biết rồi giờ tôi về công ty ngay được quan tái liệt bị bắt rồi sao Ờ, à, lời khai của La Trấn Cửu và Kim Thái Thịnh cùng đoạn ghi âm, không có lý do để không bắt Hoàng tái liền. Anh đến công ty coi sao. Dạ, ông xã, vậy cứ chuyển lời của anh tới Ngân Tú ha đại hội cổ đông lâm thời có thể sẽ giao giấy ủy nhiệm chấp hành quyền lợi của đại hội cổ đông thứ hai cho ngân tú nếu ngân tú có thể tự tay đánh bại mẫn đông nhiên thì thú vị rồi cảm ơn anh em sẽ dùng hết sức lực để trả món nợ này cho ngân tú của chúng ta đó anh biết không không sao đâu anh đừng lo mà được rồi Ôi trời, Tô Lạp à. Cháu chào ba. Được rồi, thật là đáng yêu mà. Đi mua đồ rồi hả? Ra dạ. ngoài sao? Con đi mua cho Tô Lạp mấy thứ đồ cần thiết. À. Ngân Tú đâu rồi mẹ? Nó nói dẫn Tuấn Hy sắp tới rồi đó. Tô <laughs> Lạp! Anh à! Tuấn Hy à, không thấy bà ngoại chỉ thấy Tô Lạp thôi sao, thật là buồn quá. Cháu chào bà ngoại ạ. À? <laughs> Bắt đầu từ bây giờ hãy nói cháu đã về rồi. Ngày nào cũng sẽ gặp nhau, không thể nói cháu chào bà được. Bà ngoại, cháu đã về rồi, biết chưa hả? Dạ. <laughs> Thật là đáng yêu mà. Tô Lạp cũng đáng yêu nữa. <laughs> không thể buông tay như vậy được. Bất luận là được hay là không được, phải làm hết sức mới được đó. Làm sao đi được tới đây? Làm sao đi? Phải, tôi đã liên hệ hết rồi, đã ổn thỏa rồi. Vậy cho nên hãy tới cùng luật sư Doãn đi. Sẽ đưa lệnh quỹ bảo hộ tống. Phải, cứ làm như vậy đi. Quyết định như vậy đi nha. Được rồi. Vậy đi. giám đốc văn à có chuyện gì vậy vừa rồi chủ tịch trương tài trung đã triệu tập hội đồng cổ đông lâm thời nội dung ờ à, nội dung là gì là về chủ tịch dự án bãi nhiệm sao chứ giáo viên lý kinh thiện tôi đã nói như vậy rồi nhất thiết là phải kéo tôi xuống như vậy sao hả dạ luật sư lư à Hãy dùng danh nghĩa Lý Ngân Tú làm giấy quỷ nhiệm của đại hội cổ đông đi. Được rồi, tôi biết rồi. Ờ, mẹ à, sao lấy tên của con viết giấy quỷ nhiệm vậy? Mẹ muốn giao cho con quyền sử dụng cổ phần của mẹ và chủ tịch Trương. Bây giờ chủ tịch không thể về được, nên con tham gia đại hội cổ đông đi. Con hãy tự tay kéo mẫn đông nhiên xuống. Mẹ tự tay con cướp lại tất cả của mẫn đông nhiên vậy sau này hắn không thể đụng tới con nữa đã biết chưa mẫn Thế nghiên à cô tới đây làm gì cô dám xuất hiện ở đây sao hả dám hả cô giáo ạ à. cô đã sai rồi cô đã phạm tội chết <laughs> chỉ một lần thôi hãy tha thứ cho cô cô sao có thể được mận thế nghiên cô hãy về đi sao cô có thể tới đây được chứ biết rõ giáo viên là mẹ của tôi biết rõ mà còn gạt mẹ tôi đồ giỡn tôi kết quả cô còn khiến mẹ tôi rơi vào nguy hiểm sao có thể xuất hiện ở đây được hả sao có thể chứ cô ạ à... Cô đã phạm tội chết rồi Hãy tha thứ cho cô một lần thôi Sau khi biết Lý Ngân Tú là con gái của cô Cô rất là ngưỡng mộ cô ấy Cô thấy rất đau lòng Cảm thấy hoàn cảnh không có mẹ của cô thật là đáng thương Thì cô bất giác Cô thực sự đã phạm tội chết rồi Cô ơi cô thực sự sai rồi Những lời cô nói đều là dối trá Tôi biết là xin lỗi của cô và cả nước mắt của cô đều là giả Tôi cũng biết cô không thật lòng Vậy nên ra ngoài cho tôi, lập tức ra ngoài. Bà ơi, bà ơi. Mẹ, mẹ. Mận thấy nghiêng, cô đứng lên đi, tôi lạp đang nhìn cô đó. Cô phải cho con bé nhìn bộ dạng này của cô sao, đứng lên đi. Tôi là bà, Tuấn Hy, hai con ra ngoài sân chơi đi. Mẹ, mẹ. Tôi Lạp ạ Mẹ không sao Mẹ Mẹ không sao đâu Mau đứng lên đi Rốt cuộc cô muốn làm gì Làm gì trước mặt bọn nhỏ vậy hả Ơi thật là Thật là không biết cô nghĩ cái gì nữa Ơi trời ơi Mẹ ơi đừng khóc nữa Mẹ Mẹ Ừ. lý ngân tú sẽ cầm giấy quỷ nhiệm và tham gia đại hội cổ đông sau là lý ngân tú hả? Ừ. kết quả là muốn để lý ngân tú tự tay kéo anh xuống đó không có cách nào trả thù nào lợi hại hơn cách này đâu đầu óc của cô giáo thật là tốt bây giờ phải làm sao đây phải đưa trưởng phòng hoàng ra ngoài trước mới được sau đó lại tiến hành kế hoạch cuối cùng của chúng ta tuy không phải là điều chúng ta muốn nhưng nếu như thế này, thì chỉ có đi đến cùng tôi. Thế nghiệt em phải chuẩn bị sẵn sàng đi. Không thể có sai sót. Nếu có sai sót, thì cả anh và em đều sẽ bị tiêu đời thực sự. Trưởng phòng quản có thể ra ngoài không? Cần phải tin tưởng chứ. Sẽ quý bỏ lệnh bắt giữ thôi, nội trong hôm nay. Sẽ được ra ngoài. Muốn đẹp tất cả. Giao cho Lý Ngân Tú sao hả? Cho Lý Ngân Tú hả? Bọn họ thật sự làm như vậy sao? Sao có thể như vậy được chứ? Hả? Anh đã dự đoán là vậy. Tất nhiên nếu không phải thì tốt quá, vậy nên căng thú à. Có thể nói suy nghĩ của em không? Là gì hả? Nếu như trưởng phòng quan được thả ra ngoài như lời anh nói, vậy có thể thoát được mạng lưới pháp luật. Chúng ta cần phải chống lại bọn họ mới được anh à. Nếu như thất bại trong đại hội cổ đông, động lực của Mẫn Đông Nhiên sẽ bị suy yếu nếu như vậy. Cho dù là vậy dựa vào tài lực và nhân lực của mẫn đông nhiên không biết là sẽ làm ra chuyện gì phải vì cọ tận gốc mới được sao dùng em làm tai mắt mẫn thế nghiên đã biết em có được giấy quỷ nhiệm rồi nếu như vậy thì mẫn đông nhiên và cả hoàng Tá liệt sẽ biết hết thôi vậy thì bọn họ không buôn tha cho em tú à? bọn họ sẽ trói buộc em làm hại em nhưng em nghĩ sẽ trói buộc em khiến mẹ em đem giấy quỷ nhiệm của đại hội cổ đông lâm thời giao cho mẫn thế Nghiên để có cơ hội bắt mẫn đông nhiên và hoàng tá liệt hãy lợi dụng em đi không được anh không muốn như vậy quá mạo hiểm không thể để em lại rơi vào vòng nguy hiểm lần nữa anh không hề muốn coi như chưa có chuyện này em không muốn gì chuyện này lãng phí thời gian nữa đâu vì bọn họ mà anh và em đều phải đau khổ suốt thời gian dài đúng như anh nói cho dù là muộn sớm muộn gì cũng có ngày bắt được họ thôi nhưng thời gian này cả anh và em đều chần chừ sẽ mất đi thời gian có thể ở bên anh thời gian có thể ở cùng mẹ và tấn huy nữa em không muốn em muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này bất luận phải trả giá ra sao em muốn kết thúc mọi chuyện nhanh chóng kết thúc đó có được không được không anh? Ngân Tú à? Nội trong hôm nay, quan tái liệt sẽ được thả ra. Đại cửu à, phải theo dõi tái liệt mới được, không được để mất dấu hắn ta. Dạ. Không còn cách nào khác cả. Chúng ta phải giăng bẫy, đợi hắn ta rơi vào mới được bị bắt gặp tại hiện trường thì sẽ bị bắt tại chỗ để có thể tiến hành điều tra bất luận lý luật có ra sao cũng không thể kéo hắn ta ra ngoài được như vậy thì cái bẫy là là lý ngân tú sao chứ không thể được đâu không thể để chị dâu tham gia chuyện này nguy hiểm lắm anh tôi thành ra như vậy cũng chỉ vì bảo vệ chị dâu thôi có chết tôi cũng không muốn như vậy nhưng đây là chuyện ngân tú muốn làm nên cậu hãy bảo vệ cho cô ấy, bất luận có xảy ra chuyện gì. Tôi cũng sẽ cùng kiểm soát lưu, nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát. Không phải ngày hôm nay thì ngày mai, đã không còn thời gian nữa. Dạ. <laughs> Cháu làm xong ngôi sao rồi ạ? À? Wow, làm tốt lắm. Vậy thì cái này sẽ làm sao trong sao nha. Còn tôi lập của ba con thỏ Tôi sao cơ? có thể ăn à, đây cháu là sẽ nuốt nó cho coi được được đây là bánh thỏ của tô lập nhà chúng ta nè nào đem đi nướng thôi ăn mấy cái này nha không phải đồ ăn đâu bạn thỏ không phải đồ ăn mà Ờ, bà xin lỗi được rồi à, sẽ không ăn bạn thỏ chúng ta sẽ cùng chơi nha được không nhưng à, thật là đáng yêu Ngươi sao có thể ăn cháu sẽ nút chuẩn nó cho coi ờ à, được rồi cũng cho tô lập nhà chú một chút đi được không <laughs> nào đồ ăn giặt và sữa tới rồi nè <laughs> khương chính quân đâu nói có chuyện nên đi rồi alo dạ tôi là lý ngân tú đây sao sợ cảnh sát hả ê nóng chết mất đi ừ. được ừ. đó là cái gì vậy <laughs> À, nghe nói cô bị bệnh, còn nấu cháo cho cô đó. Cô không khỏe thì đi bệnh viện đi chứ. Thôi khỏi đi. ừ cô biết nấu cháo sao? Dạ. Tất nhiên rồi, cái gì thì con không biết, nhưng nấu cháo thì biết một chút đó. <laughs> à. Còn nữa, đừng quá lo lắng về trấn cũ mà. Luật pháp cũng có tình người thôi, cũng có người xử lý thận trọng, sẽ được giảm nhẹ án và ra ngoài thôi cô à. Không biết cuộc đời sẽ như thế nào đây. Lúc ở An Thành, bốn người già chúng tôi thực sự sống rất hạnh phúc. Sau khi tới sâu ôn này, tất cả phân tán. Kết quả là tới mức này. Cô nhớ như ngày sống ở An Thành hay sao? Tôi nhớ chứ. Rất là nhớ. Mẹ Tuấn Hy và Tuấn Hy trân cũ và đại cũ thực sự sống rất vui vẻ cô thì rất vui vẻ nhưng ngân tú lại mệt mỏi mất đi trí nhớ không biết mình là ai lại sống với người xa lạ cũng không phải là chuyện hạnh phúc chắc hẳn là ngân tú đã khóc rất nhiều đó thật sự là đáng thương chắc là khóc nhiều lắm đây đúng vậy chắc sẽ như vậy chúng tôi thì hạnh phúc nhưng mẹ tuấn hy chắc lại rất mệt mỏi <laughs> Nghị viên cứ lo lắng cho tôi như thế này, thật sự khiến tôi khó xử lắm. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ, nhất định tôi sẽ trả hết món nợ nhân tình này. Vậy thì, ngày mai gặp lại. Dạ. Sau hai giờ nữa, phải hai xe tới sở cảnh sát, trưởng phòng quan sẽ được thả ra. Hôm nay cô giấc giả rồi. Dạ, cảm ơn anh. Lâu rồi không gặp cô Lý Ngân Tú. Hôm nay cũng thật là dài. Vậy tôi xin phép đi trước. Xem ra là cấp trên đã gây áp lực đây. Để thả anh ta ra. Lên bắt đã bị hủy bỏ rồi. Sao lại như vậy hả? Tại sao chứ? Làm sao tôi biết được chứ? là em đây trưởng phòng được thả rồi Cảm ơn Chủ tịch. Nhờ phúc của Chủ tịch mà tôi đã được thả ra ngoài. <laughs> được rồi. Giấc giả rồi tái liệt à. Lý Ngân Tú. Phải tới rồi. Quý nhiệm của Chủ tịch Trương Tại Trung trong hội nghị cô đông. Lý Ngân Tú. <laughs> Chẳng phải muốn liên Ngân Tú hôm mưa gọi gió ở thực phẩm dạng phúc sao hả? Tôi phải xem bộ dạng đó của cô ta sao? Làm mẫn động nhiên tôi sao? <laughs> sống rồi. À, bà ngoại ơi, cháu rất giỏi đúng không? <laughs> Tướng Hi chúng ta rất giỏi. Vậy thì bà ngoại, rút cái nào được đây? Uhm... Tướng Hi à? Mẹ ơi! Con về rồi sao? Mẹ đang muốn đi coi sao có gì lo cho con đó. Kết thúc sớm hơn so với dự đoán. Dù sao cũng đi, chỉ xác nhận lời khai của La Trấn Cửu là người khác là được rồi. Tô Lạp đâu rồi mẹ? hiền vũ đưa về nhà thế nghiên rồi có vẻ tuấn hy cũng rất mệt mau đưa nó về nhà đi mẹ đưa tuấn hy về trước đi con phải gửi tài liệu cho đài truyền hình để hoàn thành công việc lúc khai trương được vua nữa chứ mẹ đưa về dùm con nha đã muộn rồi đó đầu bếp cũng không thể chờ con xử lý xong việc được đâu mẹ ơi con buồn ngủ rồi <laughs> tuấn hy buồn ngủ rồi hả con về trước cùng bà ngoại nha mẹ sẽ về ngay thôi mà mẹ sẽ đợi cùng tuấn hy rồi về đừng như vậy nữa hay là kêu hiền vũ mẹ về trước đi con làm xong việc sẽ về ngay mà được rồi mẹ biết rồi tuấn hy à về trước cùng bà ngoại nha lại đây nào dạ anh à vậy thì trong hôm nay chuyện sẽ kết thúc chứ chắc vậy bây giờ chỉ còn lại cánh cửa cuối cùng giờ chỉ cần quay được cánh cửa này thì mọi chuyện sẽ kết thúc hãy đợi thêm chút nữa đi Yesu nye wa mwakita. 李仁图，安。 Tới đây làm gì hả? Ban đêm mà dám đi một mình trên đường như vậy. <laughs> cô cũng thật là to cá. Quản tái liệt. Nghe nói cô được quyền quý nhiệm trong đại hội cổ đông lần này, có phải không? Xem ra là sợ rồi. Muộn như vậy còn tới tìm tôi sao? <laughs> không phải. Không phải là sợ, là chú ý đến cô. Là chú ý đến cô đó. <cười> <cười> mấy người lại tránh ra, mau tránh ra tôi tôi mau tránh ra tránh ra không sao chứ hoàng thái liệt anh bị bắt vì tội bắt cóc không thành anh có quyền giữ im lặng cũng có quyền mời luật sư cũng có quyền từ chối những lời khai bất lợi với mình trên tòa Buông ra! Anh à, đều hiểu chưa? Giải thích đi! Dạ! Ừ. Ừ. Lý Ngọc Hú!